tiêm chủng. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 77 năm, ngày 19 tháng 8 năm 1945, quân và dân Thái Bình dưới sự lãnh đạo của Đảng Bộ tỉnh đã chủ động nắm bắt thời cơ, vùng lên đấu tranh lật đổ thực dân phong kiến, cùng với cả nước làm nên thắng lợi vĩ đại của cuộc cách mạng tháng 8, giành chính quyền về tay nhân dân. Từ đây, người dân thoát khỏi kiếp nô lệ, lầm than và làm chủ vận mệnh của mình. Chùa Đông An, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, trước cách mạng tháng 8 là nơi thành lập của một trong ba tổ thanh niên bí mật ở phủ Thái Ninh, có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Năng, bí thư tỉnh bộ thanh niên Thái Bình. Tổ thanh niên này đã cùng một số thanh niên yêu nước ở Đông An, cổ hội, treo cờ búa liềm và giải truyền đơn ở nhiều địa điểm, góp phần đưa phong trào cách mạng ở Thái Ninh lên cao. Trong cái khu mà cửa Phật này thì là có đào một cái hầm để chứa cho toàn bộ là anh em, toàn dân. Thế rồi nói chung là có bộ đội rồi du kích rồi là dân quân là cũng đều là hoạt động xung quanh ở đây. Trên mảnh đất Đông Quan hôm nay, phủ Thái Ninh xưa cũng là nơi giành chính quyền đầu tiên trong tỉnh, vẫn còn lưu giữ nhiều tư liệu hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Năng, chiến sĩ cộng sản kiên trung, người bí thư tỉnh ủy đầu tiên của Thái Bình. Trong đó, đình Thượng Phú chính là nơi Lý Dịch bàn giao sổ sách, triện đồng cho cách mạng. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, thì đình làng là nơi cất giấu các cái tài liệu và là nơi ông Nguyễn Văn Năng là người bí thư đầu tiên của hội Phú đã về đây hoạt động và tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, và cũng là nơi mà dân quân du kích ở xã Hội Phú hoạt động và là thường xuyên thì là tập trung ở đây để xuất phát đi làm nhiệm vụ. Sau cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở phủ Thái Ninh, chỉ trong một tuần lễ từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 8 năm 1945, quân và dân Thái Bình đã nhanh chóng chủ động chớp lấy thời cơ cách mạng, nổi dậy giành chính quyền trong toàn tỉnh. Sáng ngày 25 tháng 8 năm 1945, khoảng 10.000 quần chúng ở thị xã Thái Bình và đại biểu quần chúng ở các phủ, huyện đã về dự meeting lớn tại thị xã để chào mừng Ủy ban Nhân dân Cách mạng Lâm thời và Tỉnh bộ Việt Minh ra mắt nhân dân. Tuy tuổi thì cũng 16 tuổi rồi, tôi đã hiểu rằng là độc lập là thế nào, cho nên là vui sướng lắm. Anh em rủ nhau đi meeting rồi tham gia các cái cuộc diễu hành ở trong làng, trong xóm đấy thì vui sướng lắm. Thắng lợi cách mạng tháng 8 cũng khẳng định là cái đường lối lãnh đạo của Đảng là đúng đắn, đã phát huy được cái sức mạnh của nhân dân trong cuộc kháng chiến, đã huy động được lòng dân trong cuộc kháng chiến, đã tạo được một cái niềm tin son sắt của nhân dân trong cuộc kháng chiến. Đó là cái sự chuyển hướng chiến lược cách mạng của Đảng thì đã giúp cho sự nghiệp cách mạng của Việt Nam giành thắng lợi và đã thành lập ra được nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Thì đây có thể nói là cái thành quả vô cùng lớn lao của Đảng và của sự đồng lòng của toàn thể nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng. 77 năm qua, tinh thần bất diệt của cách mạng tháng 8 như ngọn đuốc soi đường để Đảng Bộ và Nhân dân Thái Bình vững tin dưới ngọn cờ của Đảng, đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn, vươn lên hòa cùng dòng chảy đổi mới, hội nhập và phát triển. Kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá. Năm 2021, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 6,68% so với năm 2020. 6 tháng đầu năm 2022 tăng 9,49%. Những vùng quê cách mạng xưa nay đang đổi mới từng ngày. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã phát huy cái tinh thần cách mạng, đoàn kết một lòng, đồng thuận để tập trung giữ vững về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như là củng cố quốc phòng và đẩy mạnh cái phát triển kinh tế cũng như các cái phong trào về văn hóa xã hội và thực hiện chủ trương là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, từng bước hoàn thiện các cái chỉ tiêu của đô thị loại 5 để thành lập thị trấn Đông Quan trong tương lai. Cán bộ và nhân dân Chi Hòa tập trung thi đua, lao động sản xuất để lập cái thành tích chào mừng ngày kỷ niệm cách mạng tháng 8 thành công. Hiện nay thì đối với công tác phát triển kinh tế thì
đã tuyên truyền bà con về chuyện tập trung chuyển đổi các cái mô hình cơ cấu kinh tế để nâng cao cái thu nhập của gia đình, góp phần vào cái phát triển kinh tế chung của xã hội. Diện mạo nông thôn thì hiện nay đã được khang trang, đường làng họ xóm đã được 100% nhà bê tông công hóa, đi rất thuận tiện cho việc đi lại cũng như là sinh hoạt của nhân dân và cái phục vụ cho sản xuất trong nông nghiệp. Đời sống của nhân dân đã được từng bước được nâng lên. Nhờ sự đồng thuận giữa ý đảng, lòng dân, bộ mặt nông thôn, thành thị ở Thái Bình mang một diện mạo mới, sức sống mới, khang trang hơn, văn minh hơn và sạch đẹp hơn. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng lên. Sự đổi thay của quê hương, đất nước đổi thay rất nhiều. Đời sống của nhân dân được cải thiện, trong đó là diện mạo nông thôn rất là đẹp, khang trang. Đường làng ngõ xóm bây giờ là rất là tiện, cho nên nhân dân có một cái đồng thuận đoàn kết để cùng nhau với cán bộ để xây dựng các cái nghị quyết mà từ trên dưới đã đề ra. Chúng ta giành lại được cái độc lập đó thì bằng rất nhiều xương máu của đồng bào, thế và các chiến sĩ, thế mà phải nói là rất là cam go ác liệt. Thế mà giành được cái độc lập đó đến ngày nay thì tôi cảm thấy là rất là trân quý. Nếu mà chúng ta không giữ gìn, mà chúng ta không phát huy, mà chúng ta bảo vệ và xây dựng tổ quốc thì chúng ta sẽ mất cái nền độc lập đó. Là bản thân tôi phải cố gắng và đồng thời gương mẫu và tuyên truyền cho mọi người dân để cố gắng là giữ nền độc lập tự do của tổ quốc. Mỗi mùa thu qua là một sự đổi thay diệu kỳ trong diện mạo và đời sống của người dân. Phát huy tinh thần bất diệt của cách mạng tháng 8, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đề ra, đưa tỉnh ta phát triển nhanh, bền vững để người dân có cuộc sống ấm no và hạnh phúc hơn.